Đấy, xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay mình làm clip này để cũng chỉ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm nho nhỏ nữa, để mà khi mà các bạn sưu tầm hoa lan, đặc biệt là dòng hoàng thảo, trong đó thì có những dòng quý hiếm như hoàng thảo kèn, hàng của rừng Lai Châu. Đây, như các bạn đã nhìn thấy đây, có thể các bạn nhìn thấy những cái giò hoa lan hoàng thảo kèn này nó rất là màu sắc, rất là cây nó rất là mướt mát, rất là đẹp. Đấy, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn rằng và tại có nên mua vào thời điểm này hay không. Đấy, vì lý do là nếu như các bạn mà mua vào thời điểm này, đây, cây nó rất là mướt mát, rất là khỏe, có thể là hàng khai thác hoặc hàng nguyên bản. Đấy, hàng nguyên bản thì có thể nói là các bạn bao giờ các bạn cảm thấy rất là yên tâm và rất là chắc cú ấy. Ví dụ như này, đây là một trong những khúc cây có thể nói có cả nguyên bản. Đấy, các bạn nhìn đây, hoặc là một số phần trồng từ hạt lên. Đấy, trồng từ hạt lên. Đấy, thì khi mà các bạn mua này đang ở nhà vườn như mình nhé, đấy, hoặc là những người đồng bào người ta khai thác về bán lại cho những cái chủ vườn, sau đó là các bạn mua lại của các chủ vườn, thì khi hàng mới về cây rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, có thể là có cả những cái giò trồng thuần hoặc là giò nguyên bản khai thác về hoặc là từ năm ngoái. Nhưng các bạn nên nhớ một điều và các bạn phải cân nhắc, đó là cái rễ của cây này, đây là nó đang ở một cái ổn định ở một cái vị trí như này, thì nó cái rễ của nó phát triển khá là ok. Nói chung là để mà nói là rất là khỏe. Đấy, nhưng khi mà các bạn vận chuyển với cái thời tiết rất là nắng nóng như thế này, nó kinh khủng khiếp luôn. Đấy, thì chúng ta phải xem xét lại, vì cái vấn đề là khi về đến chỗ các bạn thì đương nhiên là cây nó bị sốc. Một phần là sốc nhiệt, hay là sốc thời tiết. Đấy, khi mà sốc thời tiết thì đương nhiên là cây nó sẽ bị trột đi. Kể cả những cái dòng trồng thuần lâu năm như của mình đây, năm nay năm thứ ba đây, các bạn nhìn. Rễ mới hoàn toàn luôn, là ra rất là nhiều, còn cái rễ cũ này thì nó ra một phần thôi. Đấy, khi mà các bạn mang về đương nhiên là nó trột nó ảnh hưởng rất lớn đến độ phát triển của cây, và có thể cây dẫn đến bị chết. Thế là mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn làm sao để các bạn sưu tầm nó đúng thời điểm, đúng vụ, thì các bạn sẽ có được những cái giò cây, giò phong lan, hoàng thảo kèn, hàng của rừng Lai Châu rất là đẹp, và cây phát triển khỏe hết cỡ. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ đỡ mất đi phần đó là công của các bạn chăm sóc, và cái phần nữa đó là cái tổn thất về kinh tế rất là lớn. Vì cái kèn Lai Châu thì nói thật với các bạn là bây giờ là người ta tính, nếu mà các thị trường mà người ta chuyên bán thì người ta bán với giá là 17-20 nghìn/cm. Đấy, còn với nhà vườn nhà mình thì thời điểm này nhà mình không bán. Đấy, không bán cho các bạn, không chia sẻ cho các bạn, là có một phần là để gìn giữ được những cái giống hoàng thảo kèn chuẩn của Lai Châu, và tránh bị tổn hao chết chóc khi mà về với các bạn. Tránh được mất đi được cái nguồn gen tốt, nguồn giống tốt của Lai Châu. Đấy, cho nên là các bạn cũng có rất nhiều anh em hỏi là có bán không, thì cũng xin thưa với các bạn, hẹn các bạn đến tháng 8 âm lịch thì bắt đầu mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái giò kèn, những cái cây kèn của rừng Lai Châu tốt nhất, khỏe nhất cho các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và sau đây thì mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vào cái mùa cây đang phát triển của vườn lan nhà mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, cây kèn phát triển rất là khỏe. Đây, cây này của một đồng chí là đặt hàng rồi và mình đánh dấu vào đây. Ngoài ra thì mình sẽ lên trên này, lên trên này để quay cho các bạn, để các bạn nhìn thấy độ phát triển
của cái cây hoa lan, các loại hoàng thảo vào mùa này phát triển. Đây, những giò đơn cam của mình nói với các bạn rất là khỏe, thực sự khỏe luôn, đang cho hoa. Và đơn cam năm nay thì có rất nhiều cây đẹp, hoa đẹp. Đấy, màu sắc rất là rực rỡ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Mình cũng rất là thích sưu tầm tất cả các loại hoa lan rừng, đặc biệt là những dòng mà vườn mình chưa có. Đấy, hai giò hoàng thảo Cù Lao Minh sưu tầm tận bên trong ra để chơi cái thỏa nỗi đam mê về cái dòng hoa lạ lạ một chút. Đấy, ngoài ra thì đây là những cái cây chuỗi ngọc để cuối năm có thể chia sẻ cho các bạn. Các bạn nhìn đây, cây nó rất là khỏe, và chuỗi ngọc thì hoa cũng khá là đẹp, phải nói là rất đẹp chứ không phải là khá đẹp nữa. Đấy, mầm xanh mơn mởn luôn, tít mù luôn. Đấy, phi được vàng, một giò rất là khục, dài 1m2 các bạn nhé, và cỡ khoảng vài chục thân. Kiếm thì hơi kém, kiếm xanh Huế mình trồng hơi kém. Đây các bạn lên trên này thì các bạn mới nhìn thấy được ở phía dưới này, đó là cái sự phát triển của cái cây các loại hoàng thảo khỏe mức độ như thế này. Đó, các bạn nhìn này, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lên đây thì mới thấy được, cảm nhận được từ trên nhìn xuống các bạn, mới thấy được rằng là cây nó khỏe mức độ như thế nào. Đây, hoàng thảo vôi, các bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận như một dải rau xanh sạch. Nếu mà nói về để mà về đẹp và màu sắc thì hoàng thảo vôi cũng là một trong những cái dòng rất là đẹp và có độ hoa rất là thơm, cho nên là mình cũng rất là yêu thích cái loại hoa lan như này. Và mùa này nó cứ xanh mơn mởn luôn, các bạn nhìn này, cứ xanh mơn mởn như này là thích mắt rồi, hàng ngày cứ ra ngắm nghía thôi các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì mình cũng có khá nhiều loại khác nữa, ví dụ như những giò trúc Phật Bà, hàng của Myanmar, nhưng mà phát triển, nó là hàng rừng nên phát triển rất là khỏe, phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mình cũng cảm thấy rất là thích thú với những cái dòng này, nó khỏe mà nó lại chịu được ánh nắng. Trước đây các bạn có thể nhìn thấy, cảm nhận đây là ánh nắng 100% ở phía ngoài này. Đấy, và trên này cao 6,5 m. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cực khỏe, phát triển khá là ok. Đây, phi điệp mà mình có rất nhiều kiến phi điệp các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn này, đỏ au au luôn. Đấy, phi điệp thì mình cũng không chia sẻ vì lý do là mình để bảo tồn giữ gìn cái giống. Đấy, các bạn trên này các bạn có thể cảm nhận nhìn xuống. Đấy, đây là những giò hoàng thảo kèn hàng rừng Lai Châu, xanh mơn mởn luôn vào mùa này, thực sự rất là đẹp, ngây ngất luôn. Đấy, các bạn nhìn đây, đây các bạn nhìn này, khi mà các bạn mua về rễ như này là các bạn nó sẽ bị chột là đương nhiên nó phải ra lượt rễ mới và đương nhiên cây nó sẽ bị yếu đi. Có rất nhiều anh em mua là cứ biết là các bạn là mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác như các bạn, đó là khi mà
khi mà các bạn là mới chơi hoặc chơi lâu rồi, muốn tò mò, muốn tìm hiểu, và khi muốn có là phải có ngay. Đấy. Nên là mình hiểu cái tâm lý và cảm giác của các bạn như vậy, nhưng mà mình cũng khuyên chân thành với các bạn là cũng không nên lấy vào mùa này. Đấy, có cả phi điệp này. Đây là những dòng phi điệp mà mình chả biết ở đâu, cứ thấy họ bán thì mình mua. Mùa cũng năm nay năm thứ 2, thứ 3 gì đấy. Năm thứ 2 thì mua giữa năm ngoái, nhưng mà năm nay nó mới ra rễ, ra mầm. Bạn có thể nhìn thấy. Ơi, gì đấy? Đục cái đằng sau đấy, đục cái giải móng đá này, đục nó đi cho nó đẹp. Không, chỗ đường nhà nhà mình ý. Thì kéo nó ra. Ừ, từ tí nữa nhá, tí anh không xử lý nhá. Anh làm xong đã rồi anh ơi. Đây các bạn. Đấy, phi điệp khá là đẹp, rất là thơm. Mình chả có cái dòng gì nữa. Độc của quý hiếm cả. Học vĩ mọc kỳ tư tủa. Đấy các bạn, dễ. Đấy. Ok, nó cứ mọc tự nhiên thôi, chả sao cả. Rất khỏe, rất đẹp. Phi điệp. Đấy. Nói chung là nhìn nó cũng ngây ngất hết các bạn. Đấy, bên này là một hàng rau sạch, chưa có hoa. Đấy, có những thân tím ngắt. Đây các bạn, có những thân tím ngắt. Cũng thích phết, nhìn nó bắt mắt. Cây này nuôi năm năm thứ tư. Trọt trột quá, năm nay mới bắt đầu mới lên được, mới phát triển được. Đấy thì anh em có dịp vào lên Lai Châu thì có thể qua vườn nhà mình. Alo cho mình qua số điện thoại là 0987829002. Mời các bạn vào vườn nhà mình tham quan và để thưởng thức những chén trà và chia sẻ những cái kinh nghiệm về hoa lan, đặc biệt là hoa lan rừng, về những cái dòng đặc trưng, đặc chủng, quý hiếm. Đấy. Quý hiếm thì mình không có quý hiếm hẳn, nhưng mà mình nhưng có những cái loại lo làng nhàng. Đấy. Ý là vậy, để anh em ta có một cái niềm đam mê, mỗi ngày một năm rộng, và chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm thì gọi là tinh túy nhất của cái cây hoa lan rừng này. Vâng, clip xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mong rằng những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình sẽ giúp cho các bạn có được những giò lan hoa lan rừng đẹp và phát triển tốt trên mọi vùng miền, mọi miền của Tổ quốc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.